Rồi ok anh em ơi, nay chúng ta sẽ làm tập cuối của hành trình Sài Gòn đi Đà Nẵng nha. Đây, em bữa là mới đậu ở trên cái đèo Lò Xo này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình bắn về thành phố Đà Nẵng luôn. Còn không bao xa nữa đâu anh em, mà tới đây là tới bà nó rồi. Cũng nhanh thôi chứ không có lâu đâu anh em ơi. Đấy, đại chị Google nó chưa cập nhật Google Maps thôi, xíu mình chạy là nó cập nhật thôi chứ chả có gì phức tạp cả. Đây. Nó cứ dẫy mình đi về cái đoạn ở phía sau á. Rồi ok thôi, lên đường thôi nha. Lên đường thôi anh em ơi, mình mở máy xe lên nè. Rồi thử đèn coi được anh em nha. Ok ổn rồi, đóng cửa lại nè. Rồi ổn hết luôn anh em ạ, nói chung là ok hết rồi. Rồi về số xe nè, lui có gom đồng bạn. Vậy thôi chứ thằng ông bị chế nhiều phải không? Ok rồi. Mình phải lui lại mới được chứ. Này lui 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 nó sai hướng rồi anh em ạ. Ok mình sẽ lui vào đây luôn. Làm ít xăng rồi đi anh em ơi. Dạ chúng ta đi tới Đà Nẵng nữa mà không có xăng rồi sao đi được. Rồi làm ít xăng đi nha. Rồi, trời ơi, mình đổ tổng cộng là 152 lít xăng anh em ạ. Với tổng số tiền là 235 đô luôn. Rồi ok. Mình thấy ổn định rồi đó. Rồi đi thôi nè, để máy lên là lụm thôi. Rồi nay chúng ta sẽ cùng nhau đi về tới bến cuối cùng luôn nha anh em nha. Bến cuối cùng là thành phố Đà Nẵng luôn. Để chúng ta kết thúc cái tập này luôn, chúng ta làm những cái tập khác nha. Hôm nay thì cũng lại là một cái hành trình leo đèo đây anh em ạ. Lại một hành trình là xuống đèo Lò Xo. Trời mưa thì vẫn giải dích giải dích giải dích giải dích giải dích anh em nghe không? Đoạn đường sao không có một chút xe nào hết trơn vậy trời. Đi vô nhầm thành phố không người hay sao. Tuổi đời chẳng đơn côi, gót mềm đầy lộ buồn. Ủa giờ đi dước thằng cầm áo heo. Cần trả lũ cho mẹ đi đâu nữa kìa. Ủa căn cước sao hôm bữa không làm bây giờ vô ra làm trời. Bởi vì là hôm bữa có người ta làm căn cước không chịu đi làm đi. Giờ cái phải nào rồi thiệt á.
Rồi ok anh em ơi. Đó, chúng ta cứ chạy em chậm thôi nha. Đây cái đường đèo khá là dốc. Hôm nay là bắn về tới thành phố Đà Nẵng luôn. Đó là anh em chúng ta lậm khậm đi luôn anh em ơi. Rồi. Trời vẫn còn mưa anh em ạ. Xe thị trấn Kham Đúc. Kham Đục. Đúc Khạp. Anh em thấy cái vô lăng nó rung không? Cái vô lăng nó rung là do tiếng máy xe đó anh em ạ. Máy xe mà nó càng mình máy xe nó càng cao thì máy vô lăng nó rung càng mạnh anh em ạ. Cái vô lăng này chơi nó thật hơn là những cái vô lăng khác rất là nhiều, mà nó rung rất là im anh em ạ, nó rung tạch 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 rất là im nha. Cái cảm giác như là anh ta được cầm cái vô lăng thật, và lái xe ngoài đời anh em ạ. Đấy anh em thấy nó rung rất là điều giống như là ở thật ở ngoài vậy đi. Mấy cái đoạn đường dốc này thật sự là mình rất là sợ luôn anh em ơi. Rồi vừa dốc mà vừa cua như thế này rất là dễ mất tay lái luôn. Gặp trời mưa nữa, nhiều khi lái xe nó không có ăn luôn anh em ạ. Bánh xe nó trương trượt nó chợt ra là không ăn được. Hôm bữa mình mới bị tai nạn hết đoạn anh em thấy không? Đạp tốc độ cao quá xong rồi tới chừng tới kia mình nhích lại cái là nó không kịp. Ơ cho nên là giờ mấy cái khúc này mình chỉ dám là mình giảm tốc độ. Thôi anh em nghe bánh xe nó quay này rồi. Ủa anh em nghe nói cái bánh xe nó kêu éc không? Ghê không? Trời ơi, cái đó là kinh khủng anh em ơi. Ok, mình sẽ lái chậm lại nha. Trời ơi, mấy khúc này nó ghê, anh em thấy ghê không? Cái bánh xe kêu éc luôn anh em nghe không? Quá khủng khiếp luôn á. Bởi giờ mưa là nó trơn dữ lắm. Hên này ở ngoài trong game ở ngoài đời là xanh cỏ bà nó còn đâu. Bởi làm gì làm chơi game lái xe vẫn là sướng nhất. Có cái gì thì cũng chả sao. Chắc mày mốt phải chỉnh trời mưa nhiều để tập lái xe quá anh em ạ. Chạy trời không mưa thì rất là chắc chắn, nhưng tới trời mưa là bắt đầu mình gặp những cái sự cố nó không để khắc phục được, khó thôi. Ok thì hết cái phần này là coi như là cũng kết thúc luôn cái tập Sài Gòn đi Đà Nẵng luôn anh em ạ. Thì anh em coi anh em comment thử là anh em muốn đi cái chuyến nào nữa thì nói để mình chuẩn bị nhà xe, mình lên kế hoạch để mình chạy cho anh em coi nha. Tính ra thì mình cũng 10 tập ở đây mà đúng không? Cái chuyến này mình cũng 10 tập mới về tới thành phố Đà Nẵng. Xe từ Sài Gòn bây giờ Đà Nẵng nó cũng khá là xa luôn anh em ạ. Đâu phải là gần đâu, nó cũng ở ngoài đời nó cũng vậy anh em ạ, ngoài đời nó cũng khá là xa luôn. Đấy. Ok thì sao cái chuyến xe này thì mình đã có nói là mình làm muốn làm một cái video muốn giới thiệu cho anh em một cái đèn led mới ha. Đèn led này thì anh em có thể mua, anh em sở hữu. Mua cái icon mua cái bản mod nhỏ của anh Hải Đăng FM mod của cái phụ kiện xe Thaco để anh em nâng cấp cái đèn xe lên nha. Thì sau khi mà muốn nâng cấp lên mình sẽ làm cái video để cho anh em trải nghiệm thử giữa cái đèn led xe ban đầu và đèn led xe được thay đổi nó sẽ như thế nào ha. Thì cái đèn led xe thay đổi này thì cơ bản là thấy nó đẹp hết anh em ạ, thấy nó đẹp hơn, nhưng mà có điều là nó hơi nặng nha. Máy anh em nào yếu nó cài vô chơi nhiều khi cháy cạc á, ta phải cân nhắc kỹ trước khi mà chúng ta làm những cái việc dạy dọt để mất công nó không có cạc nó chơi game á anh em ạ. Trời ơi, nó qua mặt luôn kìa anh em ơi. Rồi giờ qua mặt thì tôi cũng chịu, chứ thật sự là xe này ở trong game thì xe thì trời mưa thì rất là chân chật luôn. Mà qua mặt kiểu đó thì chỉ có bắt tài cứng tay lái thôi, chứ không có cách nào ấy được. Tôi thì không qua mặt được đâu anh em ạ. Qua mặt kiểu đó rất là nguy hiểm luôn. Đường nó trời mưa đâu dám qua mặt đâu anh em. Đạp thì đạp có 50-60 thôi, còn chưa ấy, còn chiếc đó nó đạp chứ mà cỡ 80-70 quá trời.
cái gì nữa đây, tai nạn gì nữa đây trời. Trời ơi, hai người đã hẹn hò đi vô khách sạn, hẹn hò đi đâu đó, hẹn hò đi hẹn hò giữa đường ấy trời. Chỗ này có cái cầu thác nước nha, cái cầu đẹp nhưng mà sao không ai đi chụp hình đó. Trời ơi, vừa mới nói là có cái ông đi chụp hình liền đó, không vừa mới nói là có cái ông nó chụp hình liền, bởi biết lắm mà, cho nên có cái chạm dừng chân luôn nè anh em ạ. Bởi biết lắm mà, nam mình là rất là thích sống ảo luôn nè, mà mặc dù là nó có như thế nào thì Việt Nam mình vẫn sống ảo, kiểu nguy hiểm hay sao đó thì đối với Việt Nam mình nó cũng không là vấn đề nè, mà chúng ta vẫn có thể sống ảo một cách rất là ok. Nam mình là cái gì chứ sống ảo là nhất luôn, không có ai sống ảo bằng Việt Nam mình rồi đâu em ơi. Rồi cái gì nữa vậy trời, cái gì vậy? Trời ơi, nay lái xe bị gì ta ơi, nó cạy vô cái thành rồi. Trời ơi, nay niềm anh em ơi. Rồi mong anh em thông cảm một xíu nha. Tài xế lái xe mà lái trên cái đường mưa rất là yếu anh em ạ. Nên mốt tôi chắc không chỉnh, trời mưa nhiều tôi lái cho nó ấy mới được. Ê đừng qua mặt bạn ơi. Ôi ôi ôi, cái lúc này qua mặt cái gì được. Xe tới kìa ông nội, cảnh sát luôn kìa. Ờ đất ơi, các bạn đừng qua mặt kiểu đó chứ. Xe tới cảnh sát nó tới nó hút luôn kìa. Thật sự là cái đoạn đường này á đây mà là nó khá là ghê luôn, đường này khá là ghê luôn anh em thấy không, đường cong quá trời luôn đấy, cong một khu như thế này. Cái đoạn đường này là thật sự là mình cũng lái rất là nhiều lần anh em, nhưng mấy lần cuối thì nó không có trời mưa nên mình lái rồi chắc chắn, còn trời mưa cái là không biết tại sao lái cái cổ lái kiểu như nó bị trượt cái này mà y chang như ngoài đời, anh em lái xe y chang ngoài đời, anh em hiểu được cái trải nghiệm một cái khung cảnh nó rất là giống luôn anh em ạ. Từ cái độ rung của vô lăng, từ cái độ chữa đó nữa, thấy không anh em, thấy không đó, tai nạn hơi nhiều rồi đó anh em ơi. Rồi thôi sao đi nha, à, nãy giờ đi Đà Nẵng ba lần rồi, thôi nhất quá ta mà tôi làm ba lần rồi, thôi giờ tôi lái kỹ lại nè, không có lấy ẩu nữa. Bánh xe nó không ăn anh thôi không. Ê, đây. Đó nữa, đập thắng cỡ nào nó cũng không ăn anh, mà nó trơn kinh khủng luôn. Ui cái chiến này đi sao nó lỗi dữ vậy ta. À khoan, để mình chỉnh lại cái này, cái hình như là hôm bữa nó mình chưa chỉnh lại cái này anh em ạ. Độ nhạy của tay lái thì đúng rồi, tổng phản hồi lực nè, tính chất phi tuyến nè, va chạm nè, bề mặt nè, rung nè, giới hạn trục, nó có một cái là phanh đó này mà, cái phanh đó, cái phanh đó mà nó yếu quá là chúng ta đạp nó không ăn, mình quên chỉnh cái đó lại. Đây là cường độ phanh nè anh em ạ, cường độ phanh nè ha, cường độ phanh này thì thường vẫn chạy á là vẫn sẽ để ở cái chế độ đó là tầm khoảng chừng 125, nó ở giữa anh em ạ. Cái cường độ phanh này rất là quan trọng nè, đạp cái là nó thắng được á. Hèn gì thấy nó lái nó hơi sai rồi, ở sau đi anh em nha. Rồi kỳ này là không bị tai nạn đâu anh em ạ. Trời ơi, tại vì cái tôi lái là nó quen rồi nên tôi đạp phanh nó cũng có lúc đó à. Rồi sao đi anh em, trời ơi hèn gì nãy giờ nó lạ sao ấy, đập anh nó không ăn. Ok rồi không sao đâu, rồi sao thấy thì cái đoạn đường nó khá là gần nhưng mà tại sao mà đi nó lại sai vậy ta. Thì thật sự là vẫn chỉ muốn là dọn dẹn người tập để về tới thành phố Đà Nẵng thôi, chứ mà bây giờ mà đạp kiểu này á thì rất là lâu tới thành phố Đà Nẵng, trời thì mưa, đạp thì khá là nguy hiểm, trên cái đoạn đường này rất là nguy hiểm như thế này luôn anh em ạ.
đó là ông cường độ phanh anh em chỉnh là một cái rồi đó, là anh em lấy xe thoải mái lắm anh em ạ, đạp là lúc là thắng là dính nè đó. Còn anh em không chỉnh lại cái cường độ phanh đó là anh em chạy chạy một hồi anh em thấy xe cái kiểu như là mình đạp thắng không ăn luôn á. Bây giờ bạn đạp muốn nhẹ nhích nhẹ một cái là cái xe nó muốn dừng lại rồi đó, rất là an toàn luôn. Hèn gì nãy giờ muốn đạp muốn thấy nó là lạ sao ấy, chứ bình thường tôi lái cũng đâu có đến nỗi gọi là tai nạn nhiều vậy đâu, mà nay đạp thắng không ăn. Rồi ok, ngon lành anh em nha. Nếu mà anh em nào mà lái mà gặp tai nạn nhiều nhiều anh em cứ chỉnh cường độ phanh lên 125 cho mình nha. Cường độ phanh 125 anh em an toàn, anh em lái xe rất là ok luôn, anh em lái xe ngon lắm. Cho dù là trời mưa trời nắng gì thì cái cường độ phanh đó vẫn thấy nó cũng khá là ổn định hợp lý luôn anh em ạ. Hôm bữa và mới vừa cài lại cái game, tại vì cái máy tính nó trục trặc rồi mới vừa cài lại cái game đó, mà quên chỉnh lại cái cường độ phanh đi, hèn gì thấy nó là lạ sao. Rồi vừa mới chỉnh cường độ phanh cái là ông trời thương, ông cho hết mưa luôn. Rồi hết mưa thì chúng ta sẽ đi về Đà Nẵng an toàn rồi anh em ạ, tại vì một khi đã hết mưa thì cái khả năng lái xe cũng vẫn lên rất là đỉnh luôn anh em ạ. Rồi nó đi thôi nha, đã hết mưa rồi chúng ta chỉ cần về thành phố Đà Nẵng thôi, chứ đâu cần cái gì nữa đâu mà chúng ta phải lăn tăn suy nghĩ nhiều cái chuyện là nó không có sai đúng gì đây em ơi. Ok, nãy giờ anh em coi lấy xe nó hơi lỗi tí xíu, anh em thông cảm nha. Do tay lái còn hơi yếu này mà, với lại cường độ phanh mình chỉnh nó hơi tào lao tí cho nên là nó không có quen với cái nhịp độ của mình ấy. Nên thường thường anh em làm cái gì nó quen rồi, dù như mọi người chỉnh cường độ phanh thì nó quen rồi, bây giờ không chỉnh theo nó không quen cái nhịp độ, nó vướng vướng sao khó chịu lắm em. Rồi ok thì mình chạy ban đêm rồi đó anh em, mà chạy ban đêm bây giờ qua tới trời sáng luôn rồi. Giờ thì cũng giống như nãy vẫn nói luôn thì cái chuyến này có thể là sẽ kết thúc rồi anh em ạ, cái chuyến này sẽ là kết thúc hôm nay rồi, thì anh em xem thử coi anh em muốn làm cái chuyến xe từ đâu đến đâu nữa. Thì nói là muốn chuẩn bị xe là thứ nhất, chuẩn bị hành trình cho anh em, thứ hai bởi vì map Việt Nam nó cũng hạn chế nên mà đâu phải lúc nào cũng cái map Việt Nam nó đâu phải lúc nào nó cũng sẽ có cái gì anh em, đúng rồi, nó cũng có cái địa điểm đến đâu, đôi khi là nó sẽ không có đâu anh em ạ, cho nên là để biết sớm thì còn chuẩn bị hành trình chuẩn bị xe rồi các kiểu vân nữa, thì sắp tới thì vẫn sẽ ra nhiều cái skin, một vài cái skin mới, thì anh em nào có ủng hộ thì ủng hộ nha. Thì cái kênh vẫn đi đơn giản 30k một kin anh em ạ, 30.000 một kin thôi chứ không có mắc rẻ gì cả, 30.000 một kin. Anh em đặt làm theo yêu cầu thì 100k, còn cái nào có sẵn thì cứ 30k chúng ta làm tới luôn. Đấy, thì cũng có rất là nhiều anh em mua skin của kênh mình rồi, khá là chất lượng luôn anh em, yên tâm về chất lượng nha. Nhiều anh em ăn không được phát cho thôi nè, mà kêu mình bán kin giá rẻ đi, mình có bán kin cái bắt đầu bạn ghé bạn nghỉ chân tí xíu nè, mà nãy giờ chạy ban đêm nó mệt quá, giờ mình sẽ ghé đây mình nghỉ chân tí xíu nha. Ủa sao nó không qua đi trời, tự nhiên nãy nhường ông chịu qua cái tới đường ta chạy đang chạy cái nó không chịu qua đứng lại trời, à nó sợ mình vướng cái gì. Qua đi mấy em ơi, qua đi mấy bạn ơi, để mình còn vô mình nghỉ chân nữa mấy bạn ơi. Giờ đi đi mấy bạn ơi. Trời ơi cái gì vậy trời, trời đất ơi cái ông nội này quá trời quá đất rồi, biết chạy xe không ba, người ta đậu vậy rồi, cái này nó ảo lắm anh em ạ. Anh em đậu anh em không được chấp đèn xi nhan nha, anh em chấp đèn xi nhan là nó thắng lại, mà thắng ở trước mặt của mình á, nó hơi ảo, nó không giống ở ngoài đời tí xíu anh em ạ. Cái chỗ này nè anh em nhìn này nha, mở chấp đèn xi nhan là thắng lại ở giữa chừng à. Trời ơi cái gì mà qua cũng khó khăn như trời. Thôi được rồi, được rồi, rồi xong tắt máy luôn rồi. Ờ ghé chạm dừng chân đâu cũng lâu dữ trời. Ờ xe kìa. Ê
Anh em thấy đó nha, mình chấp này xi nhan, nó vào một đoạn đường xa mà mình không qua được đường anh em ạ. Ờ được được, có câu hỏi, có câu hỏi, có câu hỏi, có câu hỏi. Trời ơi cái gì trời, xe sao quá trời. Cái con số nó bị lỗi này mà mình bóp số 1 nó ra, nó ra ra R hoài luôn. Anh em ơi cho tôi qua cái này mày. Anh em chạy xe gì đông vậy sao tôi qua được. Ơ Nhường. Trời ơi container nó cũng cố gắng nó qua làm gì nữa trời. Đủ ngựa mày qua kiểu đó rồi mày không chịu qua, mày đứng đó mày đợi ai mà đợi mà ai mà qua được. Thiệt tình khổ. Thiệt khổ luôn anh em ạ. Ờ cái đường gì xe vậy sao quá ta. Không có một cái lỗ trống nào để cho anh em có thể đưa cái chiếc xe mình qua luôn. Trời ơi cái gì vậy ba. Đâu lại. Chạy xe nhường nhường đi xíu mọi ơi. Con qua con nghỉ chai xíu. Bóp kèn cái bà già mày. Ơ mơ cái gì. Ôi ảo ghê đây mà. Bóp bóp cứt người ta trên đường nãy giờ rồi. Ơ trời thằng này. Mình cứ lui lại mình quẹo cái là nó đưa vô. Mình lui lên quẹo đã đưa vô anh em ạ. Trong khi mình xin đường nãy giờ rồi. Chứ mấy mình không xin đường đâu. Mấy cái thằng container mất dạy này thì rất là mệt luôn. Lái xe gặp mấy thằng container mới đầu đúng mất dạy luôn. Người ta qua đường cái cũng không cho luôn anh em ạ. Một hai nó không cho là không cho nữa không. Mình nhích một cái á, mình lùi lại để mình nhường nó. Mình lùi lại là để mình lấy cái chớn mình cua qua là nó cũng lùi lại. Là nó cũng dướng lên một miếng. Lái xe cái mất dạy. Má mấy thằng chó nó mất dạy được chứ. Thôi đi luôn anh em ơi. Không qua được, thật sự không qua được. Lấy xe gặp mấy thằng đó mắc dạy quá không qua được anh em ạ. Mình lùi lên một cái là nó lùi lại, mình lùi lên một cái là nó lên, lùi lên cái nó lên, lùi lên cái nó lên. Không cho qua là không cho qua. Đường cái gì đâu mà nó đông kinh khủng vậy. Lấy xe rất là mắc dạy anh em nha. Cái xe kiểu đó là mình không cách nào mình xử lý được cái này mà. Ở phía sau thì nó xe rất là nhiều rồi. Xe khách người ta xin đường người ta qua có một cái một thôi cũng không cho. Cuộc đời nó vậy anh em ạ. Nói chung là ở đâu cũng có người này người kia. Mà mình rất là ghét cái kiểu mà lái xe cái kiểu chúa đó. Mình bây giờ ok, có lẽ là chúng ta sẽ tìm một trạm dừng chân khác thôi em ạ. Chúng ta muốn duyên với trạm dừng chân đó là thật sự là vậy, khá là khó. Hồi nãy em thấy không, nó khá là khó qua chỗ đó luôn. Nhiều khi mình đi cái đoạn đường dài này mình không phải xin về nữa mà. Chứ mình lại anh em lái xe đường dài á cảm thấy phê lắm, cái tay lái nó phê lắm anh em, ngồi rung cái tay lái tập nó phê.
Đoạn cua này khá là dốc luôn anh em nha. Chỗ này có người đang thi công làm công trường đấy anh em ạ. Không biết còn bao lâu nữa tới thành phố Đà Nẵng cha. Hôm nay chắc là phải chạy cả tiếng luôn anh em ạ. Trên này mới là một ô mai lan cả tiếng rồi. Thật sự là còn khá là xa luôn. Mình tưởng nó gần tới rồi. Nhưng mà thôi, dán làm dọn dẹn thôi. Khá là xa luôn anh em ơi. Nó đua mặt rồi, mình tranh cũng này qua mặt luôn được anh em ơi. Mình bám theo con xe đeo đuôi con mình đi luôn nè. Chứ chạy đến con container này rất là lâu khi mà chúng ta có thể qua mặt được đó. Ghê không, ghê không, ghê không. Đấy trời ơi, chỉ có trời nắng mà mới láng dám làm vậy anh em ạ, chứ trời mưa là không bao giờ dám cái tật ở đâu anh em ạ. Trời mưa là chỗ đó nó ghê lắm, trời mưa anh em lái kiểu đó nó trơn không có điều khiển được cái mô tay lái đâu. Chúng ta tới cái cầu rồi anh em ạ. Dạ cũng sắp tới Đà Nẵng rồi em ơi, tới cầu là mà thấy cái đường tới Đà Nẵng còn không còn xa đâu em ơi. Con đường này qua mặt được không ta? Không được đâu anh em ơi, xe nó bám đuôi chắc quá. Thằng xe con với thằng xe. Ôi có con thỏ qua đường nữa trời. Trời ơi anh em thấy con thỏ qua đường không? Thằng xe con với thằng xe kia nó bám đuôi chắc quá anh em ạ. Phía sau mình cũng có hai chiếc này nữa không? Đó, nó là cam sao của xe nha. Rồi tới Đà Nẵng rồi nè, mà tới cái nhà máy xi măng rồi nè. Cái đằng phía trước chạy là Range Rover anh em nha. Con này 10 tỷ á, đụng cái là coi như bán xe khách đền không, nó không có đủ tiền đền nó luôn anh em ạ. Đây nè, anh nói không, Range Rover dòng sao sao to 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 dưới đít xe nè, đụng cái là coi như là không có tiền. Ơ Range Rover nữa không, đụng cái là không có tiền đền luôn á, bán xe khách luôn anh em ơi. Khúc này mà qua mặt là nó hơi nguy hiểm á, tại vì mình không có phát sát được cái đường phía bên kia. Mà nãy qua mặt là ngon luôn, không có xe luôn anh em ạ, không có xe, qua mặt là ngon mà thôi.
Đó, đi phòng Đà Nẵng rồi, em thấy không? Rồi, Đà Nẵng chắc bữa đón chào chúng ta rồi anh em ơi. Ôi, cái thằng xe Range Rover của nó qua mặt con xe khách rồi, em thấy không? Mấy cái này là nó coi đường kỹ lắm, coi đường kỹ nên nó bắn qua xe khách, nó đâu có đi đâu. Mấy thằng mà lái xe kiểu đó đâu có chịu ở dưới xe khách anh em ạ. Thành phố Đà Nẵng lắm, ta đi thẳng anh em nha. Ok, đây mình sẽ coi map lại nè, chỉ Google cập nhật anh em ơi. Đây nè anh em thấy không, thành phố Đà Nẵng nè, nó nằm đây anh em ạ. Vậy là nó nằm ở đâu ta, cái bến xe nó chắc nằm ở đâu đây rồi anh em ạ. Bến xe nằm đâu đây nè. Đó, rồi, mình sẽ đi đến đây nha, mình đi lên quẹo nha anh em nha. Đó, mình mở định vị Google lên đó anh em ạ. Giờ chỉ Google mới chạy á. Mỹ Duyên nó nhường. Cảm ơn bác Mỹ Duyên nha. Đó, anh em thấy không, người ta qua đường ta nhường vậy đó, chứ ai mà như con container nãy đâu. Ở đây cũng có cây xăng rất là lớn anh em thấy không. Xe khách nó vô nó đổ xăng nhiều lắm, nhưng mà mình đã đổ rồi thôi, mình cũng không đổ nữa. Tới rồi, tới Đà Nẵng rồi, cần gì đâu vội vàng nữa đâu. Còn 6 cây nữa thôi nè mà, 6 cây nữa ta tới, về tới bến Đà Nẵng rồi, rất là gọn lẹ luôn. Rồi, khám phá thành phố Đà Nẵng, ok.
sau bao nhiêu ngày vất vả, sau bao nhiêu chuyến đường chúng ta đã có về tới được cái bến cuối anh em nha. Rồi anh em chuẩn bị cho mình một cái nhà xe, chúng ta chuẩn bị mình cái tiến hành trình mới đi, mình sẽ chạy cho anh em coi nha. Đó, tới chỗ mà sản xuất xi măng ở Đà Nẵng đó nè. Đây nhà máy xi măng của nó đây anh em ạ. Đó, đoạn đường đang thi công luôn nha. Cái đoạn đường này đang thi công, nó chỉ cho mình chạy 30 km thôi. Bởi vì vẫn từng chạy qua đoạn đường rồi, nó không biết. Nó đang làm đường anh em ạ, đang làm cái cầu đi ngang qua luôn ấy. Bắt cười nhiều á. Anh em thấy trên đường nó có mấy cái khối u không? Đó. Rồi gần tới bến rồi cho nên mình không ghé chạm dừng chân nữa anh em nha. Gần tới bến rồi, tới bến có xe cuối cùng mình nghỉ luôn. Còn có cây nữa chứ mấy. Đó, thành phố Đà Nẵng anh em thấy không, cái bảng chỉ dẫn vô tới thành phố Đà Nẵng rồi đó anh em ạ. Giờ mình chỉ đưa xe vô bến đó là chúng ta sẽ kết thúc hành trình ở đây luôn nha. Rồi cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt 10 tập mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng nha. Mọi người chuẩn bị một hành cái nhà xe và một cái bến xe nha, một cái địa điểm đến để mình chuẩn bị xe mình làm cho mọi người coi tiếp tục nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều luôn. Cái bến xe nó nằm ở đâu đây ta? Có thể là nằm ở gần chỗ này rồi anh em ạ. Đúng rồi anh em ạ, đây bến xe nó đây anh em ạ. Lâu quá mình không có đi, mình cũng quên bà nó rồi. Bến xe nằm đây nè anh em ạ.
Xe quá đông luôn. Rồi, cảm ơn em đã đồng hành với mình trong suốt cái hành trình nha. Máy bay hẹn lại anh em ở chuyến đi lần sau nha. Rồi, đây anh em ạ, bến xe thành phố Đà Nẵng đón chào anh em chúng ta nha. Đây anh em thấy không, trung tâm thành phố Đà Nẵng đây anh em ạ. Rồi, bao nhiêu cực khổ gian nan thì chúng ta đã về tới được cái bến cuối là trung tâm thành phố Đà Nẵng anh em ơi. Rồi, rất đẹp luôn. Rồi, mà bà con cô bác lấy hành lý ra luôn nha. Ôi, hành lý có cái khỉ khô gì đâu mà lấy. Trong bóp, xe trong bóp không có một cái gì luôn. Không có cái gì luôn anh em ạ. Rồi, thì sau bao gian nan thì anh em cũng thấy là chúng ta đã có mặt ngay ở bến xe thành phố Đà Nẵng rồi. Đây thì rất cảm ơn em đã đồng hành cùng hành trình nha. Anh em muốn chạy thêm nhà xe nào nữa và địa điểm đó ở đâu thì anh em mới chuẩn bị cho mình. Comment ở dưới bình luận nha, thì một xàm đây yêu cầu của anh em. Máy bay và hẹn lại anh em ở video lần sau. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh như lít như cái chuông để nhận được thông báo mới nhất nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.